xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sang đến ngày hôm nay do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống, nén và làm đầy dần dạnh áp thấp nên khu vực phía đông bắc bộ sẽ có những chuyển biến đáng kể về thời tiết, trời nhiều mây, xuất hiện mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông thì có thể xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, đồng thời nhiệt độ giảm đáng kể riêng các tỉnh phía tây bắc bộ ngày hôm nay nhiệt độ còn ở mức cao trên 35 độ. Sau đó từ chiều tối và đêm nay thời tiết sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào và rông. Trong cơn rông thì khả năng xảy ra tố lốc, thậm chí là mưa đá và nhiệt độ cũng sẽ giảm nhanh. Đối với khu vực bắc và trung trung bộ ngày hôm nay nắng nóng vẫn xảy ra với mức nhiệt khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ sau đó từ chiều tối và đêm thời tiết mới chuyển sang trạng thái nhiều mây, có mưa rào và rông. trong cơn rông có thể kèm theo tố lốc thậm chí là có nơi xảy ra mưa đá và nhiệt độ cũng giảm mạnh. từ ngày mai thì nắng nóng chấm dứt ở khu vực này. nằm xa hơn về phía nam các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến Ninh Thuận và Bình Thuận thời tiết ít có sự biến đổi. hôm nay thì toàn khu vực vẫn có nắng nhiệt độ cao nhất là 33 đến 35 độ. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái ít mưa và nắng nhiều trong ngày hôm nay. Hầu hết các nơi nắng xuất hiện từ khá sớm và kéo dài đến chiều muộn. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh thì nắng nóng xảy ra trên diện rộng với mức nhiệt khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, cũng như các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ, ngày hôm nay thì do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, nên thủ đô Hà Nội trời nhiều mây hơn. Từ chiều thì khả năng sẽ xuất hiện những cơn mưa rào, đồng thời nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm dần, cao nhất sẽ không quá 31 độ, đêm nay còn khoảng 20 độ. Sang đến ngày mai, mưa sẽ giảm dần nhưng nhiệt độ tiếp tục giảm thêm, trời mát mẻ, thậm chí là có cảm giác xe xe lạnh. Với sự chuyển biến về thời tiết thì quý vị và các bạn cũng cần chủ động giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Tương tự như thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng ngày hôm nay cũng chuyển nhiều mây hơn, nhiệt độ có xu hướng giảm chỉ còn khoảng 20 đến 29 độ. Ngoài ra thì những cơn mưa rông có khả năng xuất hiện nên sẽ gây trở ngại cho lưu thông và các hoạt động diễn ra ngoài trời. Sang ngày mai nhiệt độ tiếp tục giảm hơn, trời se se lạnh không chỉ ở trong đất liền mà ngay cả trên biển thời tiết cũng có sự chuyển biến sóng hoạt động theo hướng đông bắc mạnh dần lên gây biển động không thuận lợi cho tàu thuyền đến với đảo cát bà cát hải hay cô tô bạch long vĩ Nằm xa hơn về phía Nam nên thành phố biển Đà Nẵng trong ngày hôm nay hầu như là không có sự biến đổi đáng kể về thời tiết. Trời vẫn có nắng từ sáng và kéo dài đến chiều muộn. Như vậy thời gian nắng trong ngày lên đến trên 10 tiếng đồng hồ. Nhiệt độ cao nhất lên đến mức 36 độ. Trời nắng và nóng nên quý vị và các bạn cần hạn chế ra ngoài vào khoảng thời gian từ 12 giờ đến 15 giờ chiều. Đồng thời lưu ý uống nhiều nước. Đến với thành phố Cao Nguyên, Đà Lạt, chúng ta sẽ gặp kiểu thời tiết khác biệt hoàn toàn. Tại đây vào buổi sáng thì trời khá là nhiều mây, nhiệt độ chỉ duy trì ở mức 17 đến 19 độ, trời rét nhẹ cùng bầu không khí thoáng đãng. Ban ngày thì trời cũng có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá 26 độ. Có điều cần lưu ý là vào buổi chiều, khả năng trên địa bàn thành phố sẽ xuất hiện những cơn mưa rào. Tuy nhiên thì mưa không kéo dài nên thời tiết không gây cản trở nhiều đến các hoạt động du lịch của quý vị và các bạn. Rời ra thành phố cao nguyên mát mẻ Đà Lạt và cùng đến với thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, trời nắng suốt từ sáng đến cuối giờ chiều. Nhiệt độ sẽ tăng cao trong khoảng thời gian là từ 11 giờ đến 16 giờ chiều, đạt mức 36 độ, cùng hiệu ứng đô thị với nhiều nhà cao tầng và đường nhựa, bê tông nên cảm giác nóng sẽ tăng lên. Nhiệt cao, ẩm thấp không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân mà còn khiến cho nguy cơ xảy ra cháy nổ gia tăng. Vì vậy, quý vị và các bạn cần kiểm tra các thiết bị điện trước khi ra khỏi nhà và không nên thấp nhang khi vắng nhà để đảm bảo an toàn. Cùng chung hình thế thời tiết với các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ, tuy nhiên thì do thành phố Cần Thơ có nhiều cây xanh và kênh rạch, nên mặc dù nhiệt độ trưa chiều cũng lên mức 34-35 đến độ, nhưng nơi đây không có cảm giác ngột ngạt như thành phố Hồ Chí Minh. Dẫu vậy, nếu đến du lịch tại đây, thì quý vị và các bạn cũng cần hạn chế ra ngoài đường vào khoảng thời gian từ 12 giờ đến 15 giờ chiều. Và một trong những lựa chọn tích hợp khi đến thăm thành phố Cần Thơ đó là đi chợ nổi cái răng vào buổi sáng và đến với bến Ninh Kiều vào buổi tối. Lúc này nhiệt độ tại Cần Thơ sẽ khoảng 26 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.